Yo, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng em quay trở lại với chuyên mục nhận định thị trường dưới góc nhìn của phương pháp Wyckoff. Video này được tài trợ bởi nhà môi giới FXTM, nắm bắt cơ hội với hơn 250 sản phẩm tài chính để giao dịch ngay cùng FXTM. Anh em xem chi tiết lên bên dưới nha. Rồi, tuần này không có như thường lệ ha các bạn. Trước mặt các bạn đang là cái đồ thị UJ ha, USD, Japanese Yen. Thì vì sao mà mình phải nói về cái tuần này với cái cặp mà UJ này ha? Thì các bạn coi ở đây, chúng ta đã có 4 tuần giảm rất là mạnh mẽ. Và cái tuần này là cái tuần giảm mạnh nhất trong 4 cái tuần vừa qua của UJ. Thì các bạn cũng biết rồi ha. USD chúng ta có những cái thông tin về cái sự suy yếu của nó, về những cái khả năng giảm lãi suất của Fed 3 lần trong năm nay. Các bạn biết rồi, hiện giờ đã tháng 8 rồi. Nếu mà Fed mà giảm 3 lần lãi suất trong năm nay thì chuyện gì xảy ra ha? Giảm dồn dập đúng không? Có thể là tháng 9, tháng 11, tháng 12 giảm dồn dập luôn. Thì bây giờ thị trường đang price in cái vấn đề mà giảm lãi suất đó. Đồng thời là gì? Japanese Yen thì BOJ đang là cái ngân hàng trung ương duy nhất là lại tăng lãi suất. Rồi thì chỗ này không cần phải nói thì mọi người có thể hình dung được đây là một cái deal rất là tiềm năng cho chúng ta để chúng ta có thể tham gia. Dĩ nhiên là các bạn hình dung được trong quá trình mà nó đang đổ xuống như thế này, chúng ta cũng sẽ có những cái nhịp mà nó giật ngược trở lên đúng không? Thì phải có một cái tin tức gì đó thì chúng ta mới có cái nhịp giật lên như vậy ha. Thì bữa nay thì mình sẽ nói sâu hơn về cái vấn đề của mấy cái bạn này, được chưa? Rồi, trước tiên thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ phải đi qua cái bản tin cái đã nha. Rồi, toàn bộ bản tin đang ở trên này ha. Thì các bạn thấy được đó là hôm thứ 6 nông farm, thì các bạn thấy ở đây toàn bộ những cái dữ liệu mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây, được chưa, đều là bất lợi cho USD. Thì những cái dữ liệu này nó sẽ củng cố cho cái những cái quyết định về chính sách lãi suất của Fed thôi. Thì các bạn thấy ở đây USD là chúng ta có average hourly earning từ 0.3 giảm xuống 0.2 ha. Nông farm từ 179 giảm xuống 114. Unemployment thì từ 4.1 lên 4.3. Rồi, ba chỉ số này đều xấu, có nghĩa là USD nó sẽ rất là yếu. Thì khi mà chúng ta nhận được cái thông tin này thì chúng ta sẽ label vào đây cho USD là weak ha. Rồi tiếp theo thì mình đổ lại những cái phần trước đó thì các bạn thấy được là ví dụ như hôm thứ năm đổ từ dưới này đổ lên, chúng ta thấy USD khá là mixing đúng không, nhưng mà nó vẫn thể hiện cái sự suy yếu. 235 lên 249 ca thất nghiệp, ca claim thất nghiệp lần đầu nè. Rồi đây chúng ta có một cái final manufacturing thì nó hơi nhỉnh lên một tí ha, 495 lên 496. Rồi trong khi đó thì ISM manufacturing PMI thì 48 năm rớt xuống còn 46.8, rất là phù hợp với lại cái mong muốn của Fed đúng không? Rồi price thì từ 52 lên 51, tức là từ 52.1 lên 52.9 thì là đang nhỉnh lên một khúc ha. Thì cái này thì hôm thứ 6 mình có nhận định ở trên cái bài viết rồi đó, là nó cũng khá là mixing, tuy nhiên là vẫn thể hiện là sự suy yếu đúng không? Vẫn thể hiện sự suy yếu. Rồi đối với lại đồng bảng thì các bạn thấy được là cái kỳ trước đó là không có ai tăng lãi suất, có 2 người muốn giảm lãi suất và 7 người giữ nguyên. Nhưng mà kỳ này thì chúng ta thấy cái con số đã thay đổi ha. 0 người tăng lãi suất, 5 người giảm lãi suất, 4 người giữ nguyên. Thì cái lãi suất họ đã điều chỉnh từ 5.25 xuống còn 5. Cho nên là đồng bảng cũng sẽ là suy yếu luôn. Thì khi mà các bạn nhìn vô đây á, chúng ta có một số những cái cần lưu ý ha. Ví dụ như chúng ta nói về cái câu chuyện là suy yếu thì như nào mà
mà không suy yếu thì như thế nào, thì các bạn nhìn đây, đồng bảng nè, đồng bảng suy yếu, đô la suy yếu, các bạn thấy không? Thì nếu như mà chúng ta dựa vào cái việc mà đô la suy yếu để mà chúng ta mua GU, mua Pound USD, thì các bạn thấy là cái kết quả mà các bạn nhận được á, là nó rất là kém đúng không? Rất là kém. Trong khi đó, cũng với cái tên USD suy yếu đó mà chúng ta ghép với lại Euro USD, thì bản thân Euro USD, các tin tức nó cũng đã tương đối bão hòa, chúng ta có một cái nhịp tăng khá là ổn đúng không? Tăng khá là ổn. Thành ra cái việc mà các bạn nhìn vào cơ bản như thế này để mà các bạn lựa chọn một cái deal á, nó cũng khá là quan trọng nha, khá là quan trọng ha. Nó sẽ quyết định xem là cái điều đó của bạn đi có được mượt hay không. Rồi, cứ như thế thì các bạn có thể review lại toàn bộ cái phần phần thông tin deal, phần thông tin về cơ bản trong cái tuần này, để chúng ta tạm thời chúng ta có một cái bản tóm tắt giống như vậy ha. Đó. Rồi, một số những cái vấn đề, ví dụ như là euro nè các bạn. Này, chúng ta có cái tin euro này, CPI flash với lại con CPI flash của năm nè. Thì ở đây 29 là giữ nguyên đúng không? Và 25 26 là hơi tăng nhẹ lên ha, hơi tăng nhẹ lên. Rồi, như vậy thì với cái hơi tăng nhẹ này lên nè. Đó. Thì mình sẽ làm sao? Check lại thêm chút xíu nữa coi. Euro trên này chúng ta cũng có hai cái nè, của Đức thì CPI prelim gì đó là từ 0.1 đến 0.3 đúng không? Còn của Tây Ban Nha thì từ 3.4 giảm xuống 2.8. Như vậy thì ở đây chúng ta cũng thấy là cái quay cái trọng lượng của Đức thì dĩ nhiên nó sẽ tốt hơn là của thằng Tây Ban Nha, nên là chỗ này mình sẽ cần cập nhật lại ha. Euro đây mình sẽ cập nhật lại là strong đi ha. Nó chỉ đơn giản giống như vậy thôi, tức là mình so cái số kỳ trước với số kỳ này, được chưa? Xong rồi mình sẽ đánh giá theo cái cảm quan chủ quan của mình, được không? Thì chúng ta thấy ở đây là nếu như mà chúng ta cập nhật thì kịp thời thì có thể là chúng ta sẽ có được một cái kèo để mà chúng ta mua EU để đón nông farm, được không? Tuy nhiên thì đó là mình nhìn đây, kết quả ở đây mình nói chuyện ha, chứ còn trên thực tế khi mà chúng ta đi vào giao dịch thì nó sẽ khác hơn khá là nhiều nha các bạn. Rồi, quay trở lại với UZ ha, thì ở đây các bạn thấy được á, là về vấn đề về cơ bản thì nó thúc đẩy cho đồng yên là nó mạnh lên đúng không? Còn về vấn đề kỹ thuật thì các bạn nhìn thấy ở đây là chúng ta cũng có làm sao? Một cái cấu trúc giảm khá là rõ ràng của UZ ha, khá là rõ ràng luôn. Ở đây các bạn cũng có thể xem như là nó đã break down rồi ha, nó đã break rồi, đúng không? Như vậy thì chúng ta có này, một lần break này, hai lần break này, ba lần break, bốn lần break, 5 lần break, và cái góc giảm nó vẫn còn đang rất là dốc, các bạn thấy không? Góc giảm đang rất là dốc. Như vậy thì ở đây nếu mà đứng về khía cạnh kỹ thuật đúng không, các bạn muốn nhìn thấy một cái việc mà đảo chiều hoặc là một cái nhịp điều chỉnh đó, thì tối thiểu chúng ta cũng có cái giai đoạn là sao, suy yếu của cái xu hướng đúng không? Suy yếu của xu hướng có nghĩa là có thể là nó sẽ chạy như thế này, nó chạy như thế này đúng không? Xong bắt đầu nó suy yếu dần, maybe nó dựng lên thêm cái nữa rồi nó mới giảm đó. Thì thông thường là nếu mà các bạn quan sát những cái cặp tiền mà nó quen mắt rồi á, thì chúng ta sẽ nắm được cái hành vi của nó. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng không cần thiết phải nắm cái hành vi của nó làm gì, tại vì về cơ bản ha, thì con nào mạnh hay là con nào yếu gì đó nó thể hiện ở đây, được chưa? Rồi. Như vậy tóm lại thì đối với lại đồng yên, các bạn thấy ở đây á, là tuần vừa rồi ha, tuần vừa rồi nè, đó, start của new week nè, đó, mình ghi là sell UZ. Thì thực ra trước đó thì cái sell zone của mình nó đặt ở đây cơ, đó, sell zone mình đặt ở phía trên này, và mình có một cái kèo sell ở đây ha, các bạn thấy không, khá là ổn đúng không? Thì sau khi mà nó break out cái hỗ trợ thì mình kéo cái sell zone của mình xuống một tí, thì cuối cùng nó không có lên đây thêm lần nữa để mà nó hit vào trong cái sell zone của mình, nó đi xuống luôn đó. Thì cái này là một cái sự tiếc nuối đối với lại UZ ha. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi xuống đúng không, chúng ta tiếp tục đi xuống thì em mình nghĩ cái sell zone bây giờ nó sẽ như thế này nha. Đó, sell zone
Rồi, với cái sell zone này thì dĩ nhiên các bạn nhìn ở đây thì mình kỳ vọng ha, mình kỳ vọng là giá nó sẽ đi lên đây rồi nó đi xuống tiếp. Tuy nhiên thì không có cái gì đảm bảo là giá nó sẽ đi lên đây rồi đi xuống tiếp cả, cho nên chỗ này đừng có đi vô mua nha các bạn ha. Rồi, tóm lại là sao? Tóm lại là chúng ta sẽ phải tiếp tục sell UZ cũng như là các cái cặp tiền liên quan tới yên đồng Japanese yen, những cái cặp tiền mà có JPY phía sau thì chúng ta phải cân nhắc để chúng ta sell, được chưa? Rồi, một số những cái ví dụ ha, EZ các bạn thấy không? E đang mạnh lên đúng không? E đang mạnh lên về mặt cơ bản đúng không? Chúng ta coi được cái tóm tắt của tuần trước thì chúng ta thấy điều đó, nhưng mà sao? EZ vẫn là giảm cắm đầu, chỉ có chăng là gì? Các bạn thấy được ở cái giai đoạn này. Ở đây mình không có đánh dấu EZ tại vì tuần trước mình vẫn đánh giá là E nó mạnh lên có thứ hai đâu. Đây, thứ hai đây. Thì các bạn thấy được á là ví dụ như chúng ta coi thử nè. Cái khoảng giá của EZ nó đi được một tuần ở đây tổng cộng là 826 pip ha. Trong khi đó với UZ ha. Để coi chúng ta đi được bao nhiêu nha. Nó cũng xem xem mà 870. Ok. Có vẻ như là chủ yếu là do con gì nó dẫn dắt rồi. Gỡ gì đi được nhiêu? À đây, 1200 pip nè. Thấy không? Gấp rưỡi luôn. À, G này yếu đi nè, GZ đi tới 1200 pip. À, như vậy thì có vẻ như là UZ vẫn còn rất là nhiều tiềm năng để giảm tiếp ha các bạn. Tại vì U nó quá yếu mà đúng không? U quá yếu. Rồi, thì các bạn thấy được ở đây ha. À, khá đơn giản đúng không? Thì chúng ta sẽ dựa trên cái cấu trúc này, dựa trên những cái thông tin cơ bản mà chúng ta có. Ví dụ như nếu như mà mình cần phải đánh cái cặp là liên quan tới G thì có thể là mình sẽ né các bạn EZ này ra. Có thể mình sẽ né các bạn EZ này ra. Nhưng mà chưa biết được ha. Nhiều khi EZ này nó lại sẽ trở thành là một cái kèo tiềm năng. Tại vì có thể là nó sẽ hồi lên đúng không? Sell zone ha. Đó, thì cái bí quyết là mình có một cái con chủ đạo ha. Sau đó mình ghép với lại tất cả những cái con khác và mình đánh theo cái góc nhìn đó. Thì hiện giờ nếu như với cái sell zone như thế này đi, thì chúng ta sẽ kỳ vọng là giá hướng lên đây rồi nó đi xuống cho chúng ta để chúng ta có thể entry ha. Và biết đâu được là EZ nó sẽ có những cái chuyển động như thế. Rồi, GZ nè, nãy có ghé qua rồi ha. Các bạn thấy không? Rất là tiềm năng đúng không? Dạ, yeah, đi xuống luôn. Thì bây giờ cái zone của chúng ta nó sẽ nằm đây đi. Đó. Rồi. AZ. Theo mình nhớ thì AUD này là cái đồng tiền mà duy nhất cho tới bây giờ hình như là vẫn chưa giảm lãi suất đúng không? Theo mình nhớ như thế. Thì nếu như trong trường hợp mà AUD nó giảm lãi suất thì nó sẽ như thế nào ta? Kiếm cái lịch của AUD coi. Tên điểm lôi mình. AUD Monetary Meeting Minute. Chưa thấy đúng không? Chưa thấy. Nếu các bạn nào mà thấy thì comment lên. À đây nè. Đây đúng rồi. Đây 18 tháng 6 nè, AUD cash rate của nó nè, nó vẫn là 4.35. Vẫn là 4.35. Cho tới bây giờ là chưa có gì thay đổi đúng không? Như vậy thì các bạn thấy được á, là cái tiềm năng mà chúng ta có làm sao? Là
có thể trong cái thời gian tới AUD nó sẽ giảm lãi suất đúng không? Rồi chúng ta sẽ đi kiếm cái tuần có AUD ha. Tuần sau như thế nào? Đây, đây rồi các bạn. Thứ ba tuần sau. Đúng không? Thứ ba tuần sau. Như vấn đề nè, thị trường đang dự đoán là 4.35 này sẽ được giữ nguyên ha. Đang dự đoán là 4.35 sẽ được giữ nguyên. Vậy thì chúng ta sẽ phải tùy theo cái quyết định lãi suất của AUD trong cái tuần sau để mà chúng ta coi thử xem là chúng ta có thể là sell Z và giữ cái cặp AUD Japanese Yen này sang cái tuần tiếp theo hay không ha. Đó. Thì tuần sau chúng ta còn có thêm một số những cái thông tin liên quan tới New Zealand này. Đúng rồi. New Zealand này. Đấy, vẫn là US và Canada. Rồi ok, đó. AUD ha, AZ ha. AUD, Japanese Yen, Kiwi Yen. Rồi đúng không? Đều cắm đầu hết ha. Swiss Yen cũng cắm đầu luôn. Rồi, có con Swiss franc này thì nó làm sao nó giảm lãi suất 2 lần rồi, đúng không? Giảm lãi suất 2 lần rồi. Thì có thể là nó đang price in hết rồi. Cái này khó mà nói lắm ha. Cạch yen ha, cắm đầu giảm rất là sâu. Ok. Đó, thì các bạn thấy ha, tất tần tật những cái cặp tiền có Japanese yen ở phía sau thì đều đang giảm rất là mạnh mẽ. Cho nên là sang cái tuần tiếp theo á, không có lý do gì để mà chúng ta bỏ qua những cái kèo như thế này. Có thể các bạn sẽ nghĩ là nó giảm nhiều quá rồi thì nó phải điều chỉnh đúng không? Tuy nhiên là khi nào nó điều chỉnh thì tính đúng không? Khi nào điều chỉnh thì tính. Và thực ra mà nói, kể cả là nó có điều chỉnh đi chăng nữa thì nó sẽ tạo cái điều kiện để cho các bạn có thể bán được những cái cặp tiền này ở cái mức giá tốt hơn, đúng không? Ví dụ như nếu mà điều chỉnh được như thế này thì có phải quá thơm không? Đúng không? Các bạn stop loss ở phía trên này là rất là chắc kèo luôn. Còn cái điều gì nó có thể khiến cho mấy cái cặp tiền này là nó phá vỡ được cái kháng cự H4 này để mà nó tăng ngược trở lên trên đây đúng không? Thì bây giờ nó chưa có xuất hiện, chúng ta đừng có nghĩ đến cái chuyện đó làm gì cả, đúng không? Chúng ta đừng có nghĩ đến cái chuyện là nó giảm nhiều quá thì nó sẽ hồi hay gì đó ha. Đó, nghĩ đơn giản thôi, đó là nó đang trong xu hướng giảm thì chúng ta tìm một cái vị trí để chúng ta lên tàu, được chưa? Ta tìm một cái vị trí để chúng ta lên tàu. Rồi đấy, đấy là một cái kèo rất là tiềm năng cho các bạn luôn. Thì lẽ ra là mình tuần trước mình nên nói về cái này nhiều hơn. Tuy nhiên thì ngay cả là tuần trước ha, ngay cả là tuần trước thì mình cũng chưa có sure lắm, tại vì tuần này mới có cái quyết định lãi suất của BOJ mà ha. Thì tuần này mọi thứ nó mới confirm, được chưa? Thì chúng ta, các bạn có thể kêu là chúng ta bị trễ đúng không, nhưng mà không trễ đâu ha, còn rất là nhiều tiềm năng nha. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với lại EU ha, như thường lệ ha. Thì ở đây các bạn thấy được là EU chúng ta có một cái tuần tăng lên nhờ cái ngày hôm thứ sáu, mọi thứ liên quan tới USD đều yếu đi một cách rõ ràng, cho nên là EU nó tranh thủ, nó có một cái nhịp tăng vọt ngược lên như thế này. Thì các bạn thấy cái nhịp vọt ngược lên như thế này nó có quen thuộc không? Nó quen thuộc nha. Nếu bạn nào mà đang không có quen thuộc với lại những cái chuyển động giá giống như thế này thì các bạn nên quen thuộc sớm đi, tại vì nó sẽ gợi ý rất là nhiều thứ. Ví dụ như ở đây các bạn cũng thấy một cái giai đoạn làm sao giảm zigzag xuống phá rất là nhiều hỗ trợ đúng không, sau đó có cái cây đẩy lên rồi, thì tiếp theo của chúng ta là gì, là hồi nhẹ rồi chúng ta sẽ tìm cách để mà chúng ta mua lên tiếp. Có nghĩa là sao, là người mua đã quay trở lại với cái cặp tiền này, có nghĩa là họ đang tích cực mua vào euro và bán ra USD. Đó. Thì về mặt kỹ thuật thì chúng ta có gì, một cái cú break of structure ở đây đúng không, cái sell zone này mình vẽ ra từ hôm thứ sáu nè, đó nó đã bị invalid đi rồi ha. Như vậy thì break of structure xong thì tiếp theo chúng ta sẽ kỳ vọng là giá nó sẽ có những cái bước gì đó sideways rồi sau đó nó sẽ đi lên tiếp đúng không. Thì bây giờ chúng ta check lại cái tin thì chúng ta thấy được là thứ hai của tuần sau chúng ta sẽ lại tiếp tục có là service PMI đúng không, final và ISM. Đó, thì người ta đang kỳ vọng cho chúng ta, trong đây người ta đang dự đoán nè, đó là service PMI thì 56 sẽ giữ nguyên, trong khi đó thì cái ISM thì nó từ 48.8 lên 51.4. không biết từ đâu mà họ dự đoán được những cái này ha, mình cũng không biết luôn.
Thì với cái dự đoán này thì theo mình nghĩ họ sẽ tranh thủ để mà họ kiếm đẩy cái giá của EU này xuống và kiếm cái vé lên tàu. Thì chúng ta cũng vậy ha, chúng ta cũng sẽ kiếm cái vé lên tàu. Thì có thể là các bạn sẽ lật một cái buy zone như thế này ha. Rồi, thì ở đây á, một số bạn sẽ thắc mắc là tại sao mà cái chỗ này H4 nó mới có break có lần đầu tiên mà chúng ta đã vội vàng để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào. Như vậy thì ở đây á, liên quan tới cái gì? Liên quan tới cái góc nhìn của chúng ta qua từng giai đoạn. Ví dụ như đây chúng ta có là sao? Một cái nhịp đẩy lên đúng không? Đây chúng ta sẽ có cái nhịp tái tích lũy đổ ngược trở xuống. Đó. Làm sao đây? Họ đang mặc cả này, đúng không? Đó thì bây giờ cái cú này nó đã xuất hiện rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta chờ cái good deal nó xuất hiện này chúng ta tham gia ha. Rồi, đó là EU. Thì tuần này thì mình không có chú ý nhiều tới EU thì các bạn thấy được là trong cả tuần thì sao mình gần như rất là hạn chế để giao dịch EU ha, vì nó trong cái nhịp hồi nó không có rõ ràng, mà mình cho rằng là đối với một cái nhịp hồi á thì cái việc mà trade cái con hàng này nó sẽ không có được mượt lắm. Mà tuần này thì mình chú ý đặt hết cái sự chú ý của mình vào đồng Japanese yen. Rồi các bạn thấy ở đây thứ hai à, chúng ta bắt đầu đi xuống đúng không? Thứ ba chúng ta vẫn phá đáy đúng không? Thứ tư chúng ta phá đỉnh. Rồi sau đó phá đỉnh, sau đó thứ năm lại phá đáy đúng không? Xong thứ sáu lại phá đỉnh. Thì các bạn thấy được là nếu mà các bạn giao dịch theo một cái, trong một cái chuyển động giá mà nó đi gọi là đáy đỉnh lung tung hình cái loa giống như thế này thì có dễ kiếm tiền đâu đúng không? Rất là khó ha. Thành ra giờ tuần này tính ra né con EU này là một cái quyết định sáng suốt này. Có thể mình đã bỏ qua cái nhịp tăng cuối cùng của nó vì một số những cái lý do cá nhân, nhưng mà cũng không sao cả, không sao cả đúng không, ăn được những con khác là ok rồi. Rồi tuần tiếp theo thì đó, lúc nãy trên H4 đã nhận định ha, theo các bạn luôn ta sẽ chờ nó sideways rồi đi lên tiếp. Thì với cái dạng này mình kỳ vọng là sẽ còn phải đi lên thêm một nhịp nữa trước khi rằng ECB nó giảm lãi suất tiếp, rồi lúc đó làm cho hai con này cân bằng lại với nhau. Rồi, GU này. Sang tuần tiếp theo thì bây giờ vẫn còn đang rất là mịt mờ đúng không? Chúng ta vẫn đang thấy là đi xuống, chúng ta cần phải nhìn thấy là thị trường họ price in, họ discount xong cái vấn đề về giảm lãi suất của đồng bảng. Xong rồi ấy, chúng ta mới có thể nói câu chuyện là thằng này nó sẽ tăng lên hay như thế nào đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta thấy được là ví dụ như cấu trúc ở đây thì đang lùi về khá là sâu và khá là sát với lại cái vùng mua cuối cùng rồi đúng không? Okay. Rất là khích ở đây dưới này rồi. Thì sang tuần sau chúng ta sẽ phải xem thử xem thứ hai thì chúng ta có cái PMI của Mỹ á, không biết là nó có thể giúp cho GU xuất hiện được một cái nhịp tăng hay không. Có nghĩa là hai con đều yếu nhưng mà cái con USD mà được đánh giá yếu hơn đúng không, thì nó sẽ giúp cho người ta bán USD nhiều hơn, thì lúc đó G nó cũng sẽ, còn cái cặp GU này nó sẽ tăng lên một cách tự nhiên theo đúng cái lại cái cách vận hành đó. Rồi thì nếu như mà nó tăng lên thì theo mình nghĩ là nó cũng sẽ đi theo đúng cái câu chuyện same với lại EU thôi, có nghĩa là tăng lên đây xong rồi sẽ sideways ở đây và chúng ta sẽ có cái nhịp tăng tiếp theo đúng không, chờ cho đến cái những thông tin tiếp theo của đồng bảng. Rồi đó là GU ha. Chúng ta đi tiếp qua vàng ha, rất là nhạy cảm. Hôm thứ sáu mình có cảnh báo cho anh em rồi, không biết là có bạn nào bị mua cái cú break đó hay không. Rồi vàng thì các bạn thấy là cả tuần nó tăng khá là tốt, đến cuối tuần thì nó có rút chân đóng ngược trở xuống khá là nhẹ này. Thì trong tuần vừa qua nó có một số những cái thông tin liên quan tới rủi ro địa chính trị, ví dụ như mấy cái vụ ở bên Trung Đông á, nó vẫn tiếp tục ha. Thì có lẽ là vì cái lý do đó cộng với cái việc là USD nó giảm cho nên là giá vàng nó mới bị shoot up lên như thế. Tuy nhiên thì giống như trong cái bài hôm thứ sáu mình có nói, về cơ bản ha, những cái thông tin đó theo mình đã được price in xong rồi. Nó có ra thêm thông tin đi chăng nữa thì nó cũng chỉ tạo điều kiện để cho Big Boy họ chốt lời thôi. Và chính bởi vì thế ha, các bạn thấy được là EU thì tăng rất là dữ dội đúng không? Trong khi đó thì vàng chúng ta có một cái H4 giảm ngược trở xuống, Thì ở đây đối với lại cái cây H4 giảm ngược trở xuống này của vàng á, thì một số bạn có thể sẽ cân nhắc rằng đây là một tín hiệu check out. Thế nào gọi là tín hiệu check out? Check out có nghĩa là cái nhịp giảm này nó xuất hiện nhìn rất là ghê nhưng mà sau đó nó không có cái sự tiếp diễn.
Đợi hình dung được, nó không có được một cái sự tiếp diễn là nó không có đổ ngược trở xuống rồi nó từ đây nó đi xuống luôn, mà cái cây nến tiếp theo của nó quay ngược trở lên. Thì giống như cái trường hợp này nè, thì chúng ta đang nhìn thấy cái chuyện đó nó đang xảy ra đúng không? Nó đang xảy ra. Tuy nhiên ở đây cũng không có thích hợp để chúng ta mua ha các bạn. Không có thích hợp để chúng ta mua. Chúng ta cần phải nhìn thấy là cái lực mua này nè, nó được tiếp tục duy trì. À, nó được tiếp tục duy trì. Tối thiểu nó phải đẩy lên trên đây nè. Đó, rồi sau đó nó không bán xuống được nữa. Nó không bán xuống được nữa. Thì lúc này nó mới có cái mô hình là tam giác tăng để mà nó break, mà nó đi lên tiếp nha. Còn ví dụ như trong trường hợp này ha, các bạn đang thấy thì mới chỉ có một cái cây nến tăng ngược trở lên thôi, thì chưa đủ để chúng ta có thể cân nhắc đến cái việc là đánh giá rằng đây là một cú check out, đúng không? Thì các bạn có thể xuống những cái khung thời gian thấp hơn để chúng ta quan sát nè, thì chúng ta cũng có thấy được số những cái tín hiệu gợi ý đó. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy cái nhịp giảm rất là dữ dội đúng không, nhưng mà ngay sau khi mà nó về tới một cái vùng sầu quần ở đâu đây, chúng ta thấy có cái lực mua quay trở lại nè, bay hơi quay trở lại, thì lúc này người bán sao? Người bán họ cũng tự nhiên lơ lơ luôn ha, lơ lơ luôn. Thì mình hiểu được là khi mà chúng ta nhìn thấy cái tín hiệu này á, thì là giá nó đi vào trong một cái lãnh địa của buyer rồi, cho nên là buyer họ quay trở lại. Và seller cũng thấy cái chuyện đó, cho nên là họ cũng sao? Họ cũng ngó lơ luôn. Họ cũng thôi, tới đây họ thấp quá rồi không bán nữa đúng không? Nhưng mà nếu như lên đây họ lại tiếp tục bán xuống thì nó lại câu chuyện khác nha. Tiếp tục bán xuống, và nếu mà cái lần bán tiếp theo mà nó lại đẩy cho giá gãy luôn cả cái lãnh địa cũ này, đó, thì đó sẽ là những cái dấu hiệu để chúng ta có thể cân nhắc, chúng ta quay ngược trở lại, chúng ta sell sell vàng tiếp ha. Còn như tình trạng hiện tại thì chưa có gì đáng kể hết nha các bạn. Rồi, như vậy thì tóm lại là sao, tuần tiếp theo cũng vẫn là một tuần khó khăn đối với vàng ha. Không thể đoán rằng là giá nó sẽ break out để nó đi lên tiếp ha. Các dấu hiệu đang không có đồng thuận với cái chuyện đó. Ở đây chúng ta đã nhìn thấy cái tín hiệu phân phối chốt lời rồi ha. Rồi, đó là vàng ha. Bitcoin thì bây giờ các bạn nhìn thấy được là hôm thứ 6 mình có nói là sao? Cái cú break này. Đây, cú break này có thể nó sẽ gợi ý cho cái việc là break out đi lên đúng không? Chúng ta cần nhìn thấy là seller họ không có quay trở lại nữa, nhưng mà cuối cùng thì mình không muốn nhìn thấy họ quay trở lại và họ vẫn quay trở lại. Thì ở đây nó cũng tương tự với vàng ở trong cái giai đoạn đó, thì các bạn thấy được là có một cái nhịp giảm xuống đúng không, sau đó có một cái lực mua lên nhưng mà thay vì là đi lên để mà hợp thức hóa cái cây pin ba này đúng không, thì là sao, seller quay trở lại bán rất là dữ dội luôn, không cần quan tâm là cái này là vùng thấp hay là vùng cao, họ bán Bitcoin rất là dữ dội và dẫn đến cái việc là giá nó giảm. Thì với cái việc mà giá giảm như thế này á, các bạn thấy nè, ở đây vẫn là khó trade ha. Rồi chúng ta mở cái đỉnh đúng không, sau đó chúng ta lại mở cái đáy, thì đây là cái mô hình mở rộng biên hình cái loa. Thì với cái mô hình mà mở rộng biên như thế này nè, với cái mô hình này thì các bạn nên tiếp tục bán ha. Dù sao là H1 nó đang giảm xuống như thế này rồi, thì các bạn nên chờ nó quay ngược trở lên đây và chúng ta bán tiếp ha. Đó là Bitcoin. Rồi khoan để đi nhìn một cái hình toàn cảnh view xa xa chút để cho các bạn dễ hình dung ha. Rồi, nhìn cái đồ thị tuần ha, thấy sao? Có tiềm năng này giảm xuống tiếp đúng không? Có tiềm năng giảm xuống tiếp. Nhưng mà chờ confirm cái đã ha, chờ confirm cái đã. Bây giờ mà nói thì quá sớm. Ok. Rồi, còn gì nữa không ta? Hình như hết rồi đúng không? Bình thường đợi đến Bitcoin là xong việc rồi. Vậy thì sang cái tuần tiếp theo nếu như mà không nói về cái nhóm US 30 ha, nhóm chứng khoán Mỹ, thì các bạn thấy làm sao, tiềm năng là chúng ta sẽ phải bán tiếp cái đám này đó. US 30 chứng khoán cũng phải giảm, vàng có khả năng giảm, Bitcoin giảm, EU và GU thì có thể sẽ tăng, yên tăng đúng không, tất cả liên quan tới yên là đều giảm. Có vẻ như là tiền bây giờ sẽ phải chạy vô một chỗ nào đó, không phải như mấy cái thằng ví dụ như US 30 hay là ấy, mà giờ là giảm lãi suất nữa thì tiền cũng sẽ chạy ra khỏi trái phiếu đúng không, tiền chạy đâu giờ. Rồi, nói như vậy thôi để cho các bạn có thể hình dung được là sang cái tuần tiếp theo cái định hướng của mình là sẽ đi vào những cái nào ha. Chúng ta nên ưu tiên cho những con hàng
liên quan tới lại gì, được chưa? Nên ưu tiên cho những bạn này. Và ưu tiên sao? Ưu tiên sell xuống, cứ hồi lên sell xuống, hồi lên sell xuống, được chưa? Rồi, nếu mà chúng ta có thể làm được như thế thì theo mình nghĩ thì tuần sau cũng sẽ vẫn là một tuần thuận lợi cho chúng ta thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài nhận định trên diễn đàn từ thứ hai tuần sau. Ở diễn đàn những bài nhận định vẫn khá là chính xác, mà không hiểu sao là càng lúc càng ế nhỉ. Này sai nè, nhưng mà cái này đúng nè các bạn thấy không? À, cái này vẫn đúng nè. Có điều nó không lên tới được cái chỗ mình muốn thôi. GU cũng hơi đúng đúng không? Nó đẩy lên đây và nó đang quay ngược trở xuống. Này sai, thấy không? Như mà mấy cái kỳ trước thì nó vẫn rất là ok ha. Nó vẫn rất là ok. Không hiểu sao nó vẫn ế. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.